quý vị, hôm nay thì Nhật Tây xin được review và demo cho quý vị chúng ta mẫu loa karaoke di động công suất khủng có tên gọi là NT1504 Full 30 quý vị nhé. Và combo bộ dàn này thì nó có cái giá bán là 28 triệu và đã bao gồm chi phí vận chuyển giao hàng tận nhà cho quý vị nhé. Nhật Tây Audio mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của chúng tôi. Thưa quý vị, hôm nay thì Nhật Tây xin được review và demo cho quý vị chúng ta mẫu loa karaoke di động công suất khủng có tên gọi là NT1504 Full 30 quý vị nhé. Và combo bộ dàn này thì nó có cái giá bán là 28 triệu là đã bao gồm chi phí vận chuyển giao hàng tận nhà cho quý vị nhé. Quý vị chúng ta có thể là liên hệ để mà được báo giá một cách tốt nhất. Sản phẩm thì có thể lên hoặc là xuống quý vị nhé, tùy theo thời giá ha. Và ở đây thì Nhật Tây sẽ tiến hành là demo cho quý vị chúng ta xem là có gì ở bên trong và chất lượng karaoke như thế nào, thì Nhật Tây sẽ review từng phần ha. Rồi, NT1504 này là một trong những cái sản phẩm được Nhật Tây set up và lắp ráp chọn lọc ra từ các linh kiện thiết bị âm thanh được nhập khẩu tốt nhất trong tầm giá, và sau đó thì Nhật Tây ráp lại cho quý vị chúng ta với một cái sản phẩm hài hòa nhất, âm thanh hay nhất quý vị nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu chuyên sâu hơn nè. Thì đây là một cái thùng loa này quý vị, đây là vỏ bên ngoài của nó nè. Thùng loa này thì được trang bị bằng chất liệu là ván ép sân khấu quý vị nha, rất là cao cấp. Nếu như quý vị chúng ta mua cái phiên bản này á, mà mua cái thùng loa dưới không thôi, không có cái loa trên á, thì giá nó là 23 triệu. Còn có cái loa trên nữa là giá là 28 triệu quý vị nha. Đó, thì nếu như mà chúng ta tài chính khoảng tầm 23 triệu á, thì chúng ta có thể là mua trước cái thùng này thôi. Nhật Tây có cái phiên bản mà video review cái phiên bản cái thùng loa dưới không thôi. Nếu như quý vị chúng ta có cái tầm tiền 23 triệu đó thì chúng ta sẽ liên hệ để Nhật Tây gửi cho quý vị chúng ta cái mẫu mà chỉ có cái thùng loa dưới thôi. Quý vị sẽ được tham khảo và nghe âm thanh của nó một cách thực tế hơn. Còn đây là cái video mà Nhật Tây sẽ test và sẽ cho chất lượng âm thanh của tổng bộ cả dàn 28 triệu này ha. Rồi, vỏ thùng bên ngoài đó thì được làm từ chất liệu ván ép sân khấu này, chống nước và chống hoạt động tốt quý vị ha. Rồi, ở đây thì nó được tích hợp với 3 bát ở bên trong nè quý vị, gồm cho mình nè. Nhật Tây sẽ lấy ra cho quý vị chúng ta xem. Rồi anh di chuyển để máy quay lại đây. Nhật Tây sẽ lấy ra. Rồi được tích hợp bên trong là hai bass 40 có từ là 190 côn 75 nè ha. Và một cái bass sub 50 có từ 220 côn 100. Còn ở trên á thì nó được thiết kế cho mình với một cặp loa trep 750. Còn đây là ruột ở bên trong của nó, quý vị chúng ta cũng có thể tham khảo sơ qua. Đây là hai bass 40 nè ha. Bass bên đây và bass bên đây. Còn đây là bass sub 50 có từ 220 côn 100. Bass khung sừng nhôm hết quý vị nhé. Đây là trep 750. Và bên trong thì Nhật Tây có cái bộ mạch lọc và chuyên dụng gắn ở bên trong để lọc và đường bass trep rõ ràng, âm thanh tách bạch. Đây là khung sừng nhôm hàng nhập khẩu hết nên là cho chúng ta với một cái chất lượng âm thanh rất là hay, nhìn rất là hầm hố đúng không ạ?
Rồi, còn dàn máy ở bên trong á, thì nó sẽ được tích hợp cho mình thêm á, là một cục đẩy công suất là 3 kênh này quý vị ha. Với mỗi kênh đánh được 700W thì cục đẩy nó hoàn toàn là tải thêm được hai cái loa 30 này ở trên này như thế này nè ha. Đó, thì Nhật Tây kết hợp chung cho quý vị chúng ta xem về cái mẫu sản phẩm này luôn nha. Rồi, một kênh còn lại thì Nhật Tây sẽ dành cho đánh súp 50. Đó, đánh thoải mái, đánh vô tư luôn, còn dư công suất nữa quý vị nhé. Rồi, ở đây thì được tích hợp cho mình với một cái thiết bị van cơ chống hú với nhiều chức năng, căn chỉnh rất là dễ dàng. Khi mà chúng ta dùng chỉ việc căn chỉnh lớn nhỏ nhạc, micro và echo là dùng thôi. Thì ở đây sẽ có các nút chỉnh giống như là chép, trung, bass nhạc của nhạc này. Rồi chỉnh được âm bass, âm trung, âm chép của tiếng micro này. Còn về phần echo là chỉnh được bass, trung, chép của echo. Và chỉnh được delay, reverb và chế độ reverb này là chế độ sẽ làm cho cái tiếng delay nó sẽ hòa quyện với nhau. Nghe rất là hay quý vị nhé. Rồi, ở trên này là đầu thu cho mình gồm có hai micro ha, của thương hiệu DBA Altis, mà số là K4000, một trong những cái dòng mic mà Nhật Tây sưu tầm cũng như là chọn lọc rất là kỹ để đưa cho quý vị chúng ta mới cái dòng sản phẩm micro này. Hát rất là hay quý vị ha, nhìn thiết kế rất là sang trọng. Quý vị thấy không ạ? Ở đây thì Nhật Tây có lắp đèn cho quý vị này ha, nhìn rất là đẹp này. Đó, nó sẽ nháy theo nhạc ha. Đèn ở đây và đèn ở dưới cái ba bát này nè. Đấy, ở dưới đây. Di chuyển xuống dưới đây. Đó, quý vị thấy không? Nó sẽ khi mà có nhạc lên thì nó sẽ có đèn rất là đẹp. Chúng ta không dùng thì có thể tắt ha. Rồi, một phần không thể thiếu ở bên dưới gọi là hổ đi, ở trên gọi là mọc thêm hai cái cánh. Đây, hai cái cánh này tức là hai loa full bass 30 thì được sẽ chống lên một cái cột như thế này nè quý vị. Chúng ta di chuyển đây qua trái qua phải gì đó nó cũng dễ dàng. Và cặp full này là bass 30 có cái thông số kỹ thuật là từ 170 65 bass khung sườn nhôm. Và chép đây là chép 450 nè quý vị nhé. Đấy, thì quý vị chúng ta nhìn qua cái dàn đồ của cái full ở bên đây. Đây, đó, nhìn rất là đẹp, nhìn rất là hầm hố nha. Bass chép rất là xịn, cho chúng ta với một cái chất lượng rất là hay. Một trong những cái mẫu mà có cái giá thành cạnh tranh cho chất lượng âm thanh phải nói là rất là tuyệt vời. Bây giờ thì người ta sẽ lắp lưới lại nè cho quý vị chúng ta nhìn tổng thể khi mà đã strap xong cái sản phẩm thì như thế nào. Còn đây là cái linh kiện ở bên trong, thì một lần nữa quý vị chúng ta sẽ cùng xem qua một chút xíu. Anh di chuyển lại đây. Đó, để chúng ta sẽ cùng xem lại cái bass chép của nó một tí nữa ha. Đó, hai bass 40 nhìn rất là chắc chắn nè. Rồi, còn cái bass sub 50 rất là to ha quý vị ha. Nó rồi, vừa to vừa lớn mà âm thanh hay, bass sub căng, nghe giống như một dàn nhạc sống vậy, nhìn rất là chuyên nghiệp quý vị nhé. Đấy, còn cái bass full á, thì cũng làm từ bass loa sân khấu hết. Nói chung là khi quý vị chúng ta lập cái dàn máy này á, thì gọi là dàn máy âm thanh sân khấu nhưng được làm từ vào cái loa di động ha. Đó, dàn âm thanh sân khấu nhưng được tích hợp vào một thùng loa di động, hát rất là hay. Thì cái con loa này quý vị chúng ta có thể là tải ở không gian ngoài trời hoặc đem kinh doanh cho thuê. Thì với số lượng khách thì Nhật Tây cho là khoảng 200 khách trở lại ha, còn tải 300-400 khách là bình thường. Nhưng mà trong 200 khách thì Nhật Tây sẽ bảo đảm cho quý vị chúng ta là nghe rất là hay, còn rất âm thanh rất là lớn quý vị nhé. Ngoài trời chúng ta đem kinh doanh cho thuê thì rất là tuyệt vời. Mẫu này thì Nhật Tây bán rất là nhiều rồi, bán rất là chạy. Đối với khách hàng nào chúng ta có một cái cà phê sân vườn đi ha, hoặc là một cái sân nhà thiệt là lớn rộng đúng không ạ, mà chúng ta không biết là chọn cái dàn máy nào cho nó phù hợp, thì đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho tất cả quý vị nha. Rồi, bây giờ thì Nhật Tây sẽ quay sơ ở đằng sau cái loa này cho quý vị chúng ta sẽ xem một tí ha. Anh cứ đứng góc đó đi ha. Đằng sau cái loa này, đây là đằng sau cái loa. Đây, quý vị chúng ta nhìn thấy này, đằng sau loa thì Nhật Tây làm là nó kín hết quý vị. Đây, khi quý vị dùng á, không, thì chúng ta sẽ dùng cái này nè. Cái dây thì Nhật Tây sẽ bỏ trong đây sẵn rồi. Đó, khi nào chúng ta dùng á, thì chúng ta thích thì móc này kéo lên, bắt lên đây ha. Rồi, ở đây thì có cái hộp khóa ở đằng sau luôn để chống mấy con chuột vào ha. Chứ để không như vậy chuột á, nó rất là dễ vào rồi nó ngủ, nó ở luôn ở trong, thì rất là mất vệ sinh ở bên trong. Nên Nhật Tây sẽ làm một cái đồ như thế này để mà chống chuột, rồi nó không có bò vào được ha. Thì chúng ta sẽ có cái nắp khóa trước khóa sau đầy đủ hết. Quý vị chúng ta nhìn thấy đằng trước đằng sau mà rất là kín, kín hết, bảo đảm cho chúng ta về cái dàn máy của mình ha. Rồi, ở đây thì cái nắp khóa này nè, có làm nắp khóa để bỏ ổ điện ở đây. Rồi hộp micro bỏ ở đây luôn. Còn trên này thì nó có hai cái lỗ cắm micro quý vị nhé. Thì cũng xin được nói nhanh qua như vậy thôi. Thì trong video mà trước thì người ta cũng có review kỹ rồi. Còn bây giờ đó thì chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn để chúng ta nghe nhạc này và hát karaoke này. Một trong những cái dòng sản phẩm rất là tâm đắc của Nhật Tây, Nhật Tây
cam kết với tất cả quý vị rằng đây là mặt hàng tốt nhất trong tầm giá cho tất cả quý vị, cho mình với một cái chất lượng âm thanh rất là hay và mới với những cái sản phẩm Nhật Tây thiết kế ra, demo ra, với mong muốn là quý vị mua phải xứng đáng với đồng tiền của mình bỏ ra. Và khi quý vị mua ở đây thì chắc chắn rồi, quý vị chúng ta sẽ được hỗ trợ rất là chu đáo trong cái quá trình sử dụng lâu dài. Và quý vị chúng ta cũng có thể là đến tại cửa hàng của Nhật Tây ở số 8B5 đường Hà Huy Giáp, phường Thành Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để mà trực tiếp test âm thanh, thử máy. Ưng thì mình mua, không ưng thì thôi, không sao cả. Còn đây là một trong những cái dàn máy mà Nhật Tây chắc chắn rằng sẽ làm cho tất cả quý vị hài lòng và rất là đáng đồng tiền của quý vị. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để nghe nhạc và test chất lượng âm thanh karaoke quý vị nhé.
dày. Em đến nhắn khi em về và xin chớ quên người ơi, đừng để buồn mất tôi dày.